Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy tuy nhập sơ thiền mà chẳng thọ quả sơ thiền, tuy nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền mà chẳng thọ quả đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền, tuy nhập tứ vô lượng mà chẳng thọ quả tứ vô lượng tuy nhập bi hỷ xả vô lượng mà chẳng thọ quả bi hỷ xả vô lượng tuy nhập định không vô biên xứ mà chẳng thọ quả định không vô biên xứ tuy nhập định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ mà chẳng thọ quả định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ tuy khởi bốn niệm trụ mà chẳng thọ quả bốn niệm trụ tuy khởi bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà chẳng thọ quả bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Tuy khởi sơ giải thoát mà chẳng thọ quả sơ giải thoát, tuy khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát mà chẳng thọ quả đệ nhị giải thoát cho đến quả đệ bát giải thoát tuy khỏi sơ thắng xứ mà chẳng thọ quả sơ thắng xứ tuy khỏi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị thắng xứ cho đến quả đệ bát thắng xứ tuy nhập định sơ thiền mà chẳng thọ quả định sơ thiền tuy nhập định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ tưởng mà chẳng thọ quả định đệ nhị thiền cho đến quả định diệt thọ tưởng tuy khỏi sơ biến xứ mà chẳng thọ quả sơ biến xứ tuy khỏi đệ nhị biến xứ cho đến đệ thập biến xứ mà chẳng thọ quả đệ nhị biến xứ cho đến quả đệ thập biến xứ tuy khỏi pháp môn giải thoát không mà chẳng thọ quả pháp môn giải thoát không tuy khỏi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà chẳng thọ quả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tuy biểu hiện năm phép thần thông mà chẳng thọ quả năm phép thần Thông. này thiện hiện do nhân duyên này đại Bồ Tát ấy chẳng theo tịnh lự vô lượng vân vân cho đến các thế lực công đức khác mà sanh cũng chẳng chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác này thiện hiện đại bồ tát ấy vì muốn lợi lạc các hữu tình nên tùy theo ý muốn tiếp nhận mà thọ thân thích ứng tức là tùy sở nguyện của hữu tình để có thể tiếp nhận này thiện hiện nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại bồ tát bất thối chuyển